Dạ, chào mừng anh em đã quay trở lại xem kênh đồng hồ cổ Công Chính. Dạ, thì vừa qua Công Chính đã chia sẻ với các anh em những video kỷ niệm 10.000 lượt đăng ký, chia sẻ với các anh em những giá đồng hồ cực tốt. Thì hôm nay Công Chính tiếp tục lên những video chia sẻ đồng hồ treo tường châu Âu cho đến các anh em. Thì đây là cũng là video chia sẻ giá cực tốt cho anh em tiếp theo, để anh em có niềm đam mê sưu tập đồng hồ có thể lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ ưng ý. Rồi thì anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể đến địa chỉ số 67 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình để có thể giao dịch trực tiếp ha. Còn anh em nào ở xa thì có thể liên hệ với em, có hai số điện thoại, em có thể liên hệ bất cứ số nào cũng được. Dạ rồi, thì bây giờ em sẽ không làm mất nhiều thời gian của các anh em nữa, em sẽ quay chi tiết từng chiếc để anh em có thể tham khảo và lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ ưng ý nha. Rồi, mã số đầu tiên là một em thùng dài thương hiệu Kindler, 3 lỗ 8 gông. Thì em này có một em có một gông đồng bạch nha anh em. Tí xíu nữa em sẽ mở bên trong ra cho anh em xem cái gông của nó ha. Thì đây là nhìn tổng thể từ xa của em Kindler mã số 1 nha. Rồi, giờ em sẽ quay cận cảnh để anh em xem những cái chi tiết họa văn. Vỏ của nó còn rất là mới ha. Kính trên của nó, mặt kính trên của nó là mặt kính phẳng. Kính dưới của nó là dạng kính rào ha anh em. Kính rào ghép nhiều mảnh kính lại với nhau ha, có ghép cạnh. Rồi, giờ em sẽ mở bên trong nội thất của chiếc số 1 cho anh em xem ha. Đây, quả lắc của nó đang hoạt động ha. Đây là 8 gông của nó nè anh em. Thì có một em có một gông đồng bạch. Anh em thấy cái gông đồng nó nổi nhất trong 8 cái gông này thì đó là gông đồng bạch ha. Còn những gông kia là gông thép. Mặt số rất là sáng ha anh em. Đây là nọ bên trong máy của nó nè. Đó, búa của nó ha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành thử chung của chiếc đầu tiên cho anh em nghe và cảm nhận nha. Em đã thử chuông của chiếc đồng hồ mã số 1 rồi nha. Bây giờ em sẽ đo size của chiếc số 1 để cho anh em tham khảo cái size của nó ha. Rồi, bây giờ em sẽ đo size ha. Size dọc của chiếc này, size dọc của nó là khoảng
78 cm nha anh em. Size ngang của chiếc này là khoảng 33 cm ha. Và giá của chiếc mã số 1 là 5,2 triệu. Rồi tiếp theo là đến với em mã số 2 là một em thương hiệu VDS, thùng dài 3 lỗ 8 gông ha anh em. Thì thương hiệu VDS này hôm nay em có 3 chiếc VDS ha. Thì thương hiệu VDS này anh em nào mà chơi đồng hồ treo tường châu Âu thì không còn lạ gì với lại thương hiệu nổi tiếng của Pháp này rồi ha anh em. Rồi thì đây là tổng thể nhìn từ xa của chiếc này ha. Em sẽ quay chậm rãi để cho anh em cảm nhận chiếc đồng hồ. Rồi giờ em sẽ quay cận cảnh những cái chi tiết hoa văn ở trên cái phần vỏ của nó ha. Mặt kính trên của nó là mặt kính mo ha anh em. Kính dưới của nó là kính phẳng, có giác cạnh. Rồi, giờ em sẽ mở ở bên trong. Thì em này là 8 gông thép ha. Đây là quả lắc của nó nè, quả lắc của nó là quả lắc chán gương đang hoạt động rất là tốt ha. Máy của nó đang hoạt động rất là tốt. Còn đây là cận cảnh mặt số của nó ha anh em. Đây là chi tiết ở bên trong của nó nè. Rồi sẵn tiện em sẽ thử chuông cho anh em nghe luôn chuông của chiếc số 2 VDS ha. Em đã thử chuông của chiếc số 2 xong rồi ha. Bây giờ em sẽ tiến hành đo size nha anh em. Rồi. Size dọc của chiếc này là khoảng 70 cm ha. Size ngang của chiếc này là khoảng 32 cm. Giá của chiếc mã số 2 là 6,3 triệu nha anh em. Tiếp theo là một em thùng dài thương hiệu VDS luôn nha anh em. Thùng dài 3 lỗ 8 gông ha. Đây. Nhìn tổng thể từ xa của chiếc này ha. Rồi. Giờ em sẽ quay cận cảnh những cái hoa văn chi tiết. Mặt số là bát giác hình vuông ha. Đây. Đây là phần kính dưới của nó nha anh em. Kính dưới của nó là cũng là kiểu kính rào ha. Trang trí hoa văn kiểu rào rất là độc đáo. Mặt kính trên của nó là mặt kính mo. Còn mặt kính dưới của nó là kiểu kính rào mà kính phẳng có giác cạnh ha anh em. Rồi,
Giờ em sẽ mở bên trong ra để anh em xem nội thất của nó nè. Đây quả lắc còn rất là sáng mới. 8 gồng của nó đây ha. Còn đây là mặt số cận cảnh mặt số của nó nè. Rồi. Bây giờ em sẽ thử chuông của chiếc số 3 để cho anh em nghe và cảm nhận chuông của nó nha anh em. Sau khi em thử chuông rồi em sẽ đo size chiếc số 3 nha anh em. Size dọc của chiếc này là khoảng 70cm. Size ngang của chiếc này là khoảng 32cm ha. Giá của chiếc mã số 3 là 6.900.000. Tiếp theo là một em mã số 4 ha anh em. Thì em này cũng là thương hiệu VDS, thùng bè ha, 3 lỗ 8 gông. Thì anh em lưu ý giùm em ha, chiếc này em ưu tiên chỉ bán ở Sài Gòn thôi nha anh em. Ưu tiên cho những anh em nào qua lấy tận nơi ha. Tại vì cái kiểu kính của nó, kiểu kính dưới này của nó nè, bể mình ví dụ mà vận chuyển xa mà có trục trặc bị bể hay gì thì mình không có thể làm lại được. Cho nên anh em thông cảm giúp em ha. Cho nên chiếc cái số 4 này em chỉ ưu tiên cho những anh em nào ở Sài Gòn qua lấy tận nơi thôi ha. Rồi, đây là nhìn tổng thể từ xa nha anh em. Chiếc này hoa văn trang trí cũng rất là đẹp ha, 4 góc. Rồi giờ em sẽ quay cận cảnh họa tiết của nó nè, cho anh em xem ha. Rất là tinh tế sắc sảo. Đây phần kính dưới của nó nè anh em. Phần kính dưới này mình không có thể đặt lại được ha. Những cái kiểu kính đơn giản thì mình ví dụ mà vận chuyển đi xa mà có vấn đề trục trặc, không may xui rủi thì bị bể thì mình còn có thể đặt lại được những cái kiểu kính đơn giản. Còn cái kiểu kính hoa văn như thế này thì rất là khó làm. Hầu như là không có ai làm được. Khó lắm, cho nên em ưu tiên cho những anh em nào giao dịch ở Sài Gòn ha. Rồi, thì mặt kính trên của nó là mặt kính mo ha anh em. Mặt kính dưới của nó là mặt kính phẳng, có trang trí hoa văn tráng gương. Kiểu trang trí cái hoa văn của nó giống như kiểu lượng sống ha anh em. Bây giờ em sẽ mở bên trong ra nha. Chiếc này phải nói là còn rất là mới. Đây là gông của nó, 8 gông nha. Vỏ lắc của nó đây. Đây là cận cảnh mặt số của nó nè. Mặt số rất là sáng tài. Rồi. Đây là bộ máy bên trong ha.
giờ em sẽ thử chuông của chiếc chiếc số 4 để anh em nghe thử nha anh em. Vừa rồi em đã thử chuông của chiếc số 4 cho anh em nghe rồi ha. Bây giờ em sẽ đo size của chiếc thùng bè luôn nha. Size dọc của chiếc này là khoảng 63cm ha anh em. Size ngang của chiếc này, size ngang của nó là khoảng 42cm. Giá của chiếc mã số 4 này là 6 triệu. À, tiếp theo là một em thương hiệu Caret thùng dài 3 lỗ 8 gông. Thì 8 gông của chiếc này là 8 gông thép ha anh em. Tí xíu nữa em sẽ quay gông cho anh em xem ha. Thì đây là tổng thể từ xa của chiếc Caret nè. Thùng dài ha. Rồi bây giờ em sẽ quay cận cảnh chi tiết hoa văn của nó. Đây, hoa văn chạm khắc chìm ha anh em. Bốn góc của nó đều có được trang trí hoa văn ha. Mặt kính trên của nó là mặt kính phẳng. Mặt kính dưới của nó cũng là kính phẳng, có trang trí viền chán gương. Rồi, bây giờ em sẽ mở bên trong ra cho anh em xem nội thất cũng như là cái gông của nó ha. Đây là gông đồng của nó ha anh em. Gông đồng màu vàng ha. 8 gông thẳng tắp. Quả lắc còn đang hoạt động nè. Máy còn đang hoạt động rất là tốt ha. Đây là cận cảnh mặt số của nó nha anh em. Còn đây là búa của nó nè. Rồi, giờ em sẽ thử chuông của chiếc Caret. Rồi, vừa rồi em đã thử chuông xong chiếc số 5 rồi ha.
Bây giờ em sẽ đo size nha anh em. Size dọc của chiếc này là khoảng 70cm nha anh em. Size ngang của chiếc này là khoảng 32cm. Giá của chiếc mã số 5 là 5.4 triệu nha. Rồi, đến với em mã số cuối cùng của ngày hôm nay là một em thương hiệu Giroc, thùng bè 3 lỗ 8 gông. Thì chiếc này có hai bài nhạc ha anh em. Đây là tổng thể nhìn từ xa của nó nè. Rồi giờ em sẽ quay cận cảnh, quay những cái họa tiết của nó ha anh em. Đây là mặt kính trên của nó ha. Thì mặt kính trên của nó là kiểu mà mặt kiểu kính phẳng. Còn mặt kính dưới của nó là dạng kính phẳng, có viền hoa văn chán gương với lại trang trí chán gương ở bên trong ha. Rồi, bây giờ em sẽ mở ở bên trong ra để cho anh em xem nội thất của nó nha anh em. Đây là gông của nó nha, 8 gông đồng. Đây là cận cảnh mặt số của nó nè anh em. Rồi và giờ em sẽ thử chuông cho anh em nghe. Đó là chuông đầu tiên ha anh em. Bây giờ em sẽ thử sang chuông thứ hai nha. Anh em nghe cảm nhận cái tiếng chuông nó khác với lại cái tiếng lần trước ha. Vừa rồi em đã thử hết hai bài nhạc của chiếc Giroc này rồi ha. Bây giờ em sẽ đo size nha anh em. Size dọc của chiếc này là khoảng 60cm. Size ngang của chiếc này là khoảng 45cm nha anh em. Giá của chiếc mã số cuối cùng là 7.2 triệu. Thì vừa rồi em đã chia sẻ xong 6 chiếc đồng hồ cổ treo tường châu Âu của video ngày hôm nay. Cảm ơn anh em trong thời gian vừa qua đã ủng hộ cho đồng hồ cổ công chính và đồng hành cùng đồng hồ cổ công chính để được số lượt đăng ký là 10 người ha.
và mong là anh em sẽ luôn ủng hộ cho đồng hồ cổ Công Chính để cùng chia sẻ đam mê sưu tập của mình ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.